Chào mọi người, chúng ta sẽ đến với lại một cái câu chuyện nữa là làm gì kinh doanh với 30 triệu đồng đi vay. Câu này rất là hay và thực tế. Tôi đã đi vay 30 triệu đồng lãi suất 11% một năm dự định đầu tư mở rộng quán ăn, nhưng hiện tại hoạt động không tốt. Vậy tôi có thể dùng số tiền này để kinh doanh gì để sinh lời? Thanh Phương, một thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Thế thì có rất nhiều các cái câu hỏi rất thực tế mà chúng ta gặp phải trong kinh doanh. Mà chúng ta sẽ đối mặt với nó. Có những người thì có được cái thẻ visa và được tín dụng hạn mức là 30 triệu hoặc 50 triệu hoặc 100 triệu thì chúng ta kinh doanh gì? Thì cái câu hỏi đặt ra như này: do muốn đầu tư mở rộng quán ăn nên hiện tôi vay 30 triệu đồng. Tuy nhiên giờ suy nghĩ lại thấy quán ăn đang thuê khá hẻo lánh và xa dân sinh, lượng khách quen là ít, nên tôi định đóng cửa và xin đi làm ở công ty trở lại. Riêng số tiền 30 triệu kia đã chót vay không thể trả ngay được. Tôi muốn sử dụng để kinh doanh trong một mô hình nào đó. Vậy tôi có thể làm gì được sinh lời? Chúng ta có thể xem xét các cái câu trả lời này rất là hay. Trong kinh doanh, cái khó hay cái rủi sẽ đến trong quá trình vận hành doanh nghiệp chứ không phải trong ý tưởng. Mọi ý tưởng đều khả thi như nhau, nhưng quá trình vận hành và triển khai ý tưởng tạo nên thành công hay thất bại. Giống như trước đây bạn có ý tưởng mở quán ăn, chắc thời điểm đó bạn thấy sẽ rất tiềm năng, rất lời, đúng không? Với số tiền đó, bạn nên cân nhắc đầu tư vào chính mình trước, hiểu biết hơn, đọc sách nhiều hơn, xây dựng nhiều mối quan hệ hơn, học nhiều hơn. Dần dần bạn sẽ thấy thực ra cơ hội ở khắp mọi nơi, có hay không phụ thuộc vào tầm nhìn của chính bản thân mình mà thôi. Câu này trả lời rất là hay. Có những người thì nôn nóng trong cái việc mà chúng ta có rất ít tiền nhưng lại chúng ta lại mong muốn là đầu tư một cái gì đó. Trong cái câu chuyện có một Bitcoin, có một bạn A, bạn ấy giao dịch và bạn ấy đã bị lỗ 0,9 bit, còn 0,1 bit. Lúc đó Bitcoin giá là 20 triệu 0,1 bit. Do vậy bạn ấy nói rằng là vậy đầu tư con gì để cho nó lên. Thế thì có rất nhiều người có những cái chiến lược để trong cái việc mà đầu tư với số vốn ít là đầu tư cái con gì đó để nó nhân lên, thì cái việc và rủi ro rất là nhiều. Do vậy thay vì thế cho nên là chúng ta cần phải đầu tư vào bản thân để chúng ta bình tĩnh hơn, chúng ta sáng tạo hơn, và đặc biệt là gì ạ, chúng ta cân nhắc hơn để chúng ta tránh gặp lại những cái rủi ro sau này. Bởi vì viên đá to vấp sau này thì đều là những viên đá to hơn những viên đá mà mình đã vấp. Chính vì thế nên chúng ta phải tính toán. Thứ hai nữa là bạn không nghĩ mất cơ hội phải trả lãi rồi ngồi đọc sách hãy lấy ngắn nuôi dài, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, học cả đời chứ không phải học được cái đầu tư 30 triệu cho mình học đâu. Lấy tấm gương anh Đức mà học tập. 30 triệu bạn có thể mở cái đại lý sản phẩm nào đó như gạo, đồ điện nhỏ, kinh doanh hải sản, hoa quả, đặc sản vùng miền, kinh doanh online, dần dần mở rộng hoặc thay đổi mô hình kinh doanh. Vì những mô hình tôi nói chỉ làm một thời 2-4 năm mà thôi. Còn một bạn nữa, bạn trả lời là bạn có thể về Sóc Trăng học món bún nước lèo tốn khoảng 5 triệu tiền phí và làm thử. Về Cà Mau mới học bún bì ở Huỳnh Long đơn giản, dễ làm khoảng 5 triệu nữa. Thay đổi mặt bằng gần nơi dân cư đông đúc, bán giá phải chăng, tâm huyết với nghề, tôi nghĩ một ngày sẽ thành công. Thì dân Sài Gòn rất thích ăn bún nước lèo miền Tây. Chúc bạn may mắn. Thế thì bạn này, bạn nên đưa ra cái lời khuyên là đam mê và đặc biệt là gì ạ? Mong muốn thành công, học hỏi, đầu tư chính vào những cái gì mà mình đã thích, mình đã đam mê, mình đã thay đổi. Do đó là gì ạ? Chắc chắn sẽ thành công. Tôi có ông cháu chữ nghĩa đầy mình, mượn câu chuyện 20 triệu thực hiện ý tưởng kinh doanh. Cách đây 2 năm đến nay, mất điện thoại, gọi báo về nhà cũng không thấy đâu. Đây là cái việc mà gì ạ? Thường xuyên thấy ở những cái trường hợp khởi nghiệp nhưng không nghiêm túc, đúng không ạ? Cái gì người ta bán được thì mình cũng bán được, cái chính là mình so với người ta thế nào thôi. Em nghĩ không phải cứ tìm ra cái mới, cái lạ thì mới là hot, là giỏi đâu. Đôi khi những cái bình thường mà mình làm tốt hơn người ta cũng đã thành công rồi. Thì đây là những cái lời khuyên rất là hay. Do vậy, chúng ta trở lại cái câu hỏi là làm gì để sinh lời với 30 triệu đi vay. Thì đây là một cái áp lực để trả nợ. Thứ nhất là cái áp lực này có phải trả ngay hay không, nó sinh lãi nhiều hay không. Do vậy là gì ạ? Cái việc đầu tư vào bản thân, việc đầu tư vào những cái mô hình để chúng ta có thể thử thách, để chúng ta có thể đưa ra là hoàn toàn có thể hợp lý. Vậy thì chúng ta có thể liên lạc với đầu tư gì.vn hoặc là vốndầutư.com hoặc Zalo 0987732228 để đưa ra các cái giải pháp với mọi người. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.